Mời các bạn lắng nghe đôi dòng tâm sự có tựa đề Về quê biếu quà Tết, mẹ anh lại bắt chúng tôi ngủ chung giường. Tôi năm nay 24 tuổi và đang có một mối tình kéo dài hơn một năm. Anh hơn tôi 2 tuổi và là người đàn ông tốt, chăm chỉ, ít có thói hư tật xấu gì. Tôi đã đi làm và hai đứa cũng bắt đầu nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn. Dịp Tết đây, chúng tôi muốn giới thiệu nhau đến gia đình hai bên. Sau đó hai nhà sẽ chính thức đi lại rồi sang năm sẽ chọn ngày tổ chức. Là con gái nên buổi ra mắt đầu tiên với gia đình bạn trai có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi phải thể hiện được rất nhiều thứ, nhất là khi gia đình bạn trai tôi ở vùng ngoại ô, nơi vẫn rất đậm chất phong kiến. Anh là Úc, ở trên còn ba chị gái. Bố mẹ anh đã rất cố gắng để có được anh ở tuổi 40. Phong tục, lề thói ở quê đã khiến bố anh phải có được người nối dõi tông đường. Chính vì thế, khi biết tin con trai đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ anh vô cùng vui mừng cũng như háo hức. Họ đều đã lớn tuổi và ước nguyện lớn nhất lúc này không gì khác là con trai duy nhất yên bề gia thất và được đón đứa cháu trai đích tôn của dòng họ. Kỳ vọng của gia đình anh càng cao khiến tôi càng chịu nhiều áp lực. Tôi không quá khéo léo đảm đang nhưng luôn biết cách tư xử, nhìn trước ngó sau trong từng lời nói cử chỉ. Trước ngày lên đường về quê người yêu, mẹ tôi đã dặn dò rất nhiều. Mẹ tôi cũng trợ giúp chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhất. Thậm chí tôi và mẹ đã cùng nhau đan một tấm khăn rất đẹp để tặng bà thông gia tương lai. Với hành trang đầy đủ như vậy, tôi rất tự tin cùng người yêu về ra mắt. Không khí buổi gặp mặt rất vui vẻ, tôi được gia đình đón tiếp rất nhiệt tình. Để tăng thêm phần trang trọng, bố mẹ anh đã gọi tất cả ba chị gái về để đi tiếp đón. Các chị đều trưởng thành, thành đạt nên không hề khắt khe với cô em gái mới quen. Các chị đều thân thiện và tôi cảm nhận được tình cảm thực sự từ họ. Sau bữa cơm tối, tôi thậm chí không phải rửa bát. Tôi chỉ phụ dọn dẹp một chút rồi được ngồi nói chuyện với hai bác. Nhà có đông con gái nên công việc bếp núc dọn dẹp rất đơn giản. Cũng như nhiều buổi ra mắt khác, tôi được hỏi về gia đình, công việc và những kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi đều thành Phật thật và cũng không giấu giếm ý định sẽ tiến tới hôn nhân trong năm tới. Bố mẹ anh vui mừng không tả xiết, một phần vì tôi là người hiền lành, con nhà tử tế và phần quan trọng hơn là ông bà sắp được hoàn tất ước nguyện lớn nhất của cuộc đời. Tuy nhiên cũng chính vì những chia sẻ thật của tôi mà vướng vào tình huống vô cùng khó xử. Theo kế hoạch đã báo trước, tôi sẽ ở chơi 2 ngày, vì đường xa nên về ngay sau bữa ăn tối sẽ không tiện. Không biết gia đình anh có chuẩn bị trước cho tôi chỗ ngủ hay không, nhưng sau câu chuyện hai đứa có ý định làm đám cưới, mẹ anh đã nảy số rất nhanh và lập tức bày binh bố trận. Nghe hai đứa nói chuyện, bố mẹ cũng yên tâm. Cứ ổn định gia đình rồi sự nghiệp sẽ phát triển theo. Hai đứa ngồi chơi nhé, bố mẹ đi nghỉ trước đây. Lát nữa đi nghỉ thì vào thẳng phòng thằng con trai bác nhé. Mẹ đã mang gói lên cho phòng rồi, phòng chung rộng rãi để cho các chị và các cháu ngủ. Mẹ người yêu tôi phân công rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Như vậy là mẹ người yêu tôi muốn hai đứa ngủ chung giường. Ngày đầu tiên về ra mắt, đây là tình huống tôi không thể lường trước được và cực kỳ khó xử. Nếu tôi không đồng ý thì cũng chẳng còn chỗ nào để nghỉ qua đêm. Nếu tôi đồng ý sẽ bị đánh giá là con gái mất nết hoặc là dễ dãi. Chắc chắn bố mẹ và các chị người yêu sẽ nghĩ tôi là người như vậy. Người yêu tôi đương nhiên rất phấn khích vì được mẹ bật đèn xanh. Thế nhưng tôi cũng nhanh chóng nghĩ ra kế vẹn đôi đường. Đêm đó tôi và anh vẫn ngủ cùng nhau trên giường, nhưng tôi yêu cầu bật điện sáng và phải mở cửa phòng. Tôi muốn chứng minh mình không đi quá giới hạn và đây là điều tối quan trọng của một cô gái. Khi về nhà, tôi kể lại cho mẹ và được khen xử lý rất thông minh. Mẹ tôi nói yên tâm để tôi đi lấy chồng rồi. Tôi làm vậy có đúng hay không? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Mời các bạn lắng nghe dòng tâm sự thứ hai. Tôi và người yêu cùng làm công ty. Một môi trường công sở năng động, nhiều người trẻ đã tạo điều kiện cho chúng tôi thường xuyên có buổi giao lưu rập rỡ. Người yêu tôi là nhân viên bình thường, tuy nhiên anh được đánh giá là thông minh, được việc. Thế nhưng vì nhiều lý do nên chưa có cơ hội thăng tiến. Trong khi đó tôi vào công ty lâu hơn anh 2 năm, đã làm trưởng phòng kinh doanh. Nói về vai vế trong công ty tôi tất nhiên cao hơn người yêu vài bậc. Thế nhưng tôi và anh đều không ngại ngùng gì.
Chúng tôi còn trẻ và hiểu rằng những gì ở hiện tại hoàn toàn có thể thay đổi trong tương lai gần. Tôi đánh giá cao tính cách và con người của anh. Nếu như có cơ hội, tôi tin chắc anh sẽ phát triển hơn tôi. Ngoài ra, tôi còn bị chinh phục bởi tính cách ga lăng, lãng mạn và nhiều tài lẻ của anh. Chúng tôi rất hạnh phúc trong cuộc tình này, nên tôi vui vẻ nhận lời và về nhà anh chơi nhân dịp Tết sắp đến. Đây là dịp lý tưởng nhất để anh giới thiệu tôi với gia đình. Tất nhiên, tôi và gia đình chuẩn bị quà cáp rất chu đáo. Gia đình anh đón tiếp tôi cũng nhiệt tình, mọi người vui vẻ hơn khi biết chúng tôi làm cùng công ty. Với các bậc phụ huynh, việc con trai cùng làm nơi với bạn gái sẽ rất thuận lợi cho việc quản lý và kiểm soát những mối quan hệ. Tuy nhiên, rắc rối gặp phải lại là từ chính điều tôi tự hào nhất. Suốt nhiều năm tuổi trẻ, tôi phấn đấu không ngừng để có được chức vị trưởng phòng kinh doanh. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc và mục tiêu sẽ chen chân vào ban giám đốc. Thế nhưng khi tôi giới thiệu điều này, gia đình bạn trai lập tức thay đổi sắc mặt. Họ không muốn con trai họ phải thua kém người yêu. Vì thế nên đã có nhiều câu nói bóng gió, phụ nữ nên coi trọng công việc gia đình, công việc xông pha kiếm tiền phải để đàn ông nó gánh vác. Thằng con nhà bác thừa sức đảm đương việc đó, mẹ người yêu nêu quan điểm, không chịu thua kém, đến lượt bố người yêu tôi cũng lên tiếng. Truyền thống gia đình bác từ xưa đến nay, phụ nữ luôn là hậu phương cho chồng, vợ mà chức tướng cao sẽ qua quen thói chỉ đạo rồi về nhà áp đặt lên chồng, còn đâu là nề nếp gia phong. Tôi không mấy khó khăn để hiểu ý hai người. Họ muốn tôi phải lép vế trước con họ hoặc sẽ không đồng ý cho bước chân vào gia đình họ. Tôi thông cảm cho cách nghĩ cũ kỹ đó nên không đưa ra phản ứng gì. Dù sao đi nữa, chúng tôi chỉ mới đang yêu nhau. Hơn nữa cũng chưa chắc về một nhà và có một đám cưới nào cả. Sau buổi gặp gỡ này, tôi nghĩ cần một buổi tối nói chuyện nghiêm túc với người yêu để có hướng giải quyết. Nếu anh không tự quyết được cuộc sống cá nhân, vẫn để bố mẹ can thiệp quá sâu vào đời tư, thì tôi nghĩ cách tốt nhất là nên chấm dứt mối quan hệ để không mất nhiều thời gian của nhau. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Bạn thân mến, qua hai tâm sự bên trên, mời bạn để lại lời khuyên ở một bình luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại những dòng tâm sự tiếp theo.